Và sau đây em cũng quay và thông báo các bác là ba cái sản phẩm này và ba series để các bác lựa chọn nha. Đều đúng cặp, đúng trùng series hết nha các bác. Em đã tháo cái keng hết, cái keng và thùng quất đẹp keng, góc cạnh sắc liếm hết cho các bác nha. Đây là hai số điện thoại của em. Giá một cặp là 13.700.000, đã bao gồm phí ship, chỉ còn đủ em bớt 200. Rồi sau đây em sẽ que và tuyến loa cũng như và báo series cho các bác cùng có thể sở hữu khi nào cảm thấy yêu thích cặp nào và báo series cho em, nếu còn thì em gửi đến các bác. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Đây là cặp thứ nhất, tất cả gần dinh nha các bác. Đây là cặp thứ hai, là cặp trên giữa đó các bác, góc cạnh là đẹp kia. Thùng quất là đẹp keng hết nha các bác. Đạt tiêu chí là các bác vừa nghi vừa trân bày. Cặp đầu tiên này series là tất cả vuông thành sắc cạnh nha các bác. Đấy. Cặp này series là 99607 nha, 99607. Những cặp Boss 3 Level Series 3 là hàng Mexico, 99607. Đây là cặp thứ nhất, cặp bên trái cùng. Tiếp tục em quay tới cặp thứ hai và báo series cho các bác cùng xem. Đây là cặp thứ hai, cặp trên giữa. Em là út đẹp mà hay sao. Cặp này series là 99433. 99433. Vuông thành sắc cạnh đấy nha các bác. Cặp trên giữa là cặp 99433 nha các bác. Nghe nói Cà Mau xa lắm. 99433. Và cặp cuối cùng là cặp bên phải cùng. Cặp này sẽ đây là 99505. Rồi bác nào mình muốn sở hữu cặp nào thì alo cho em. Em giao hàng và ship hàng tận nơi cho tất cả các bác. Đây là những cặp Boss lần danh 3-1 series 3 được ưa chuộng nhiều nhất. Và đây là những cặp mèo đen 13.700.000, chỉ còn đủ em bớt 200, còn 13.500.000 bao ship nha các bác. Tất cả là bên em bảo hành nguyên zin và găng là găng zin hết nha các bác. Vâng, và sau đây em que cặp Boss 301 Series 3 thùng vàng. 301 Series 3 là một trong dòng loa quốc dân của Boss nha các bác, được bán chạy nhất ở thế giới cũng như thị trường Việt Nam chúng ta. 301 Series 3 thì nó có mèo vàng và mèo đen. Thì mới về được một cặp màu vàng và hai cặp màu đen này các bác. Đấy, rất là mới nha, cặp nào cực kỳ xuất sắc nha. Màu đen thì 13.500.000, còn màu vàng thì 16.000.000 nha các bác. Thì nó chỉ khác cái màu thôi các bác. Đây là vân mèo vàng, vân gỗ, còn kia là màu đen, vậy thôi. Thì mèo vàng giá nó sẽ cao hơn. Những cặp Boss thì em đều đấu hàng bay về nha các bác. Đấy, đẹp long lanh nha. Nên các bác là mình lấy màu đen thì mình tiết kiệm được 2.500.000 đấy các bác. Nó chỉ khác mèo thôi, còn lại y chang nhau nha. Tất cả loa và sản phẩm bên em đưa lên các bác là hàng chắc bãi về. Đối với những cặp loa này là hàng đấu bay từ Mỹ về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam.
hàng toàn là hàng đẹp keng hết nhá, nhưng cặp này thì gặp lo phải gọi là thiếu shop đấy quá. Tuyệt đẹp nha, tiếng loa tuyệt vời luôn nha, góc cạnh này các bác nhìn này. Bác nào là cần cặp bot để vừa vừa nghi vừa hát karaoke thì alo cho em. Bot là dòng loa vừa nghi vừa hát nha các bác, tiếng rất là hay. Cặp này series là 99321 nha, 99321 đây các bác, 99321. Anh có thấy góc cạnh nha, đẹp kia hết nha các bác. Ở tổng thể phía sau cặp này 99321 nha các bác. Hãy bác nào chốt thì alo cho em nhé. Hàng sưu tầm này lắp e keng vào. Đây tổng thể khi em nó lắp e keng vào, thiết kế đẹp, gọn gàng và nam tính cực kỳ sang trọng. Hai bác nào chốt cặp Boss 301 Series 3 thùng vàng 99321 thì alo cho qua số điện thoại trên tâm biển và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều.